Nhà thầu Tổng Công ty 36, đơn vị thi công tại khu vực quản lý bay cho biết, các hạng mục của dự án thành phần 2, các công trình quản lý bay sân bay Long Thành đang đạt tiến độ tốt. Trong đó, tháp không lưu, đường gang của dự án vượt tiến độ gần 3 tháng, đã xong phần bê tông cốt thép, hiện nay đang lắp đặt kết cấu thép, hoàn thiện và cơ điện. Tháp đã ở độ cao 107,93m, cất nóc vào ngày 22 tháng 9 vừa qua. Theo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, đài kiểm soát không lưu và các hạng mục phụ trợ được thiết kế theo công nghệ tự động hóa và có định hướng mở để đầu tư công nghệ trong tương lai. Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành với tháp không lưu cao 123m được ví như khối óc đảm bảo như hoạt động của sân bay. Tháp có hình búp sen, đường kính thân rộng 10m, cabin kiểm soát có diện tích khoảng 150m2, hai cabin kiểm soát sân đổ với diện tích mỗi cabin khoảng 70m2. Mặc dù trong khoảng thời gian này thời tiết không thuận lợi, nhưng mọi công tác được triển khai đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.